để cố gắng bắt tôi. Họ không quá quan tâm sức khỏe và sự an toàn của tôi. Cựu Tổng thống Trump cáo buộc chính quyền đương nhiệm gây rất nhiều khó khăn trong việc bố trí đủ nhân sự của cơ quan mật vụ. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy ông Biden và bà Harris đã trực tiếp tham gia hoặc can thiệp vào các hoạt động của cơ quan mật vụ. Cũng trong chương trình trên, ông Trump dường như đổ lỗi cho ông Biden và bà Harris có những phát ngôn truyền cảm hứng cho âm mưu ám sát hụt cựu Tổng thống. Ông Trump cáo buộc, họ nói rằng tôi là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Họ sẽ nói như vậy, đó là câu nói quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại. Và bạn biết điều đó có thể kích động những kẻ ám sát và những kẻ ám sát tiềm năng. Đó là một điều khủng khiếp, có thể viên đạn đó là do lời lẽ của họ. Cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt vào chiều ngày 13 tháng 7 khi vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ. Cục điều tra liên bang FBI cho biết tay súng đã hành động một mình và không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy người này bị thúc đẩy vì động cơ ý thức hệ. Ngày 28 tháng 8, FBI cho biết Thomas Group, tay súng ám sát hụt ông Trump đã lên kế hoạch liên tục và chi tiết để tấn công nhằm vào một cuộc tụ tập lớn trước khi quyết định nhắm vào ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Ông Kevin Rosick, quan chức cấp cao của FBI, cho hay Group đã xem xét một số sự kiện và mục tiêu để lên kế hoạch tấn công và trở nên siêu tập trung vào cuộc vận động tranh cử của ông Trump khi sự kiện được công bố vào đầu tháng 7 và coi đó là mục tiêu cơ hội. Ông Roger cho biết FBI vẫn chưa thể xác định được động cơ nào thúc đẩy group cố gắng ám sát ông Trump. Thưa quý vị, vừa qua, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đe dọa sát hại ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo đó, người đàn ông ở bang Arizona bị bắt sau khi đăng bài trên mạng xã hội dọa giết ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump. John Lee Sivrit, 66 tuổi, bị bắt vào khoảng 14 giờ 30 phút tại hạt Kochi, đông nam bang Arizona, Karun Kapat, quan chức truyền thông hạt Kochi cho biết ngày 22 tháng 8, Sivrit, cư dân thành phố Benson, bị cáo buộc đã đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội dọa giết ông Donald Trump trong vài tuần qua. Phát ngôn viên Sở Mật Vụ Alexandria Gorey nói họ đang điều tra Sivrit. Ông chia sẻ, chúng tôi chưa thể bình luận thêm vào thời điểm hiện tại. Sivrit còn bị giới chức truy nã với nhiều tội danh khác như lái xe khi dùng chất kích thích ở bang Wisconsin, hành hung người khác rồi bỏ trốn ở hạt Graham, Arizona. Được biết, ông Trump ngày 22 tháng 8 đã tới Cochise, thăm biên giới Mỹ-Mexico và phát biểu vận động tranh cử tại đây. Một nguồn thạo tin cho biết, lực lượng hành pháp đã trao đổi thông tin với đội ngũ của cựu Tổng thống về nỗ lực truy bắt Siegfried trước khi ông Trump đến Arizona. Không, tôi chưa nghe tin, có thể mọi người muốn tôi không phải biết chuyện này. Ông Trump trả lời khi được hỏi về những lời đe dọa nhằm vào mình. Nhưng tôi không thấy bất ngờ và nguyên nhân là tôi muốn làm những điều rất tồi tệ với kẻ xấu. Ông Trump hồi tháng 7 bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, khiến sở mật vụ phải tăng cường giám sát để đảm bảo an ninh. Đầu tháng 8, một người đàn ông ở bang Virginia đã bị truy tố với cáo buộc đăng hàng nghìn bình luận đe dọa quan chức Mỹ, đề cập việc dùng súng AR-15 nhắm vào bà Kamala Harris, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Đáng lưu ý, mới đây, cựu Tổng thống Bill Clinton mô tả, ông Donald Trump là một nhà lãnh đạo ích kỷ gây ra sự hỗn loạn trong khi bà Kamala Harris là ứng viên có tầm nhìn và kinh nghiệm. Phát biểu tại Chicago vào đêm thứ ba của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hôm 21 tháng 8, ông Clinton cho rằng trong năm 2024, nước Mỹ có một sự lựa chọn khá rõ ràng. Đối với ông, bà Kamala Harris vì người dân, trong khi ông Trump nhiều lần cho thấy ông chỉ vì bản thân. Ông Clinton nói, tôi biết tôi thích chọn ai hơn cho nước Mỹ của chúng ta. Bà Kamala Harris sẽ giải quyết các vấn đề nắm bắt cơ hội xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng ta và đảm bảo rằng người dân Mỹ, bất kể họ bỏ phiếu như thế nào, đều có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình. Trong khi đó, ông Donald Trump là hình mẫu của sự nhất quán. Ông ấy vẫn chia rẽ, vẫn đổ lỗi, vẫn coi thường người khác. Ông ấy tạo ra sự hỗn loạn và sau đó ông ấy nhào nặn nó như thể đó là một thành tựu quý giá. Theo đài CBS News, ông Clinton đã nhắc đến sự tương phản này trong suốt bài phát biểu của mình khi nói rằng bà Harris có tầm nhìn kinh nghiệm, thiện trí để hoàn thành một vấn đề gì đó. Bài phát biểu hôm 21 tháng 8 là bài phát biểu lần thứ 12 của ông Clinton tại các kỳ đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ. Ông đã có bài phát biểu đầu tiên tại đây vào năm 1980 khi ông là vị tổng thống 33 tuổi ở bang Arkansas. Ông Clinton, người bước sang tuổi 78 vào đầu tuần này, cho biết ông không chắc mình có thể tham dự thêm bao nhiêu đại hội nữa, nhưng nhấn mạnh ông vẫn còn trẻ hơn ông Trump, ông Clinton trẻ hơn ông Trump 2 tháng tuổi. Tuổi tác là một gánh nặng đối với đảng Dân Chủ khi Tổng thống Biden còn là ứng viên. Nhưng giờ đây, đó là một lợi thế khi bà Harris trở thành người thay thế. Cựu Tổng thống Clinton cũng chế giễu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, gọi ông là kẻ bị ám ảnh bởi những mối quan tâm nhỏ nhặt, không liên quan gì đến các vấn đề hàng ngày của người dân Mỹ. Vừa qua, Đại hội Đảng Dân Chủ DNC diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 tại thành phố Chicago, là cơ hội quan trọng để cử tri hiểu rõ hơn về hai ứng cử viên Kamala Harris và Tim Watt, trong khi chỉ còn khoảng 70 ngày nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống. Một điều quan trọng không kém nữa là DNC trở thành cơ hội để đảng Dân Chủ nhấn mạnh các ưu tiên của họ hoàn toàn khác biệt với ông Trump và đảng Cộng Hòa. Mặc dù không thuộc một tiểu bang chiến trường, nhưng thành phố Chicago lại được chọn để tổ chức DNC vì nó nằm cách hai bang Wisconsin, Michigan chỉ khoảng một giờ lái xe. Đây là hai bang chiến trường có khả năng quyết định việc giành được Nhà Trắng của Đảng Dân Chủ trong tháng 11 tới. Hai bang này có lịch sử ủng hộ Đảng Dân Chủ, nhưng lại đã từng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Khi nhìn vào các bài phát biểu, có thể nói DNC năm nay không chỉ là buổi trình diễn sự đoàn kết của Đảng Dân Chủ soi canh hai ứng viên Harris Watt, mà còn là cuộc tấn công tổng lực vào ông Trump và Đảng Cộng Hòa một danh sách dài rằng ra các nhân vật nổi tiếng có những phát biểu đầy nhiệt huyết ủng hộ hai ông bà Harris, Watt như tổng thống Joe Biden, vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton, vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama và bà trung truyền thông Oprah Winfrey. Sự ủng hộ của các cựu chủ nhân nhà trắng là điều mà ông Trump thiếu vắng trong đại hội đảng cộng hòa vừa rồi. Có lẽ ông Trump phải giận mình nhiều lần do được nhắc đến quá nhiều trong những bài phát biểu của các đảng viên đảng dân chủ. Trong ngày đầu tiên, bà Hillary Clinton cựu ngoại trưởng và là ứng cử viên tổng thống năm 2016, có bài phát biểu nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt giữa bà Harris, một cựu công tố viên, và ông Trump, người ngủ quên trong phiên tòa của chính mình. Và khi tỉnh dậy, ông ấy đã tạo nên lịch sử của riêng mình, là người đầu tiên tranh cử tổng thống với 34 tiền án. Đêm thứ hai của DNC có sự góp mặt của vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama, cựu ứng viên tổng thống Bernie Sanders và những nhân vật nặng ký khác. Ông Obama cũng chế nhạo ông Trump vì thuyết âm mưu điên rồ và nỗi ám ảnh kỳ lạ về quy mô đám đông. Ông Obama cho rằng, ông Trump là một tỷ phú 78 tuổi đã không ngừng than vãn về những vấn đề của mình. Bài phát biểu của ông Obama đã khiến nhiều người lặp lại các khẩu hiệu tranh cử của chính ông vào năm 2008 là vâng, chúng ta có thể, yes we can, và đám đông hô vang, vâng, bà ấy, Harris có thể. Ông Obama nhấn mạnh thông điệp, đừng chỉ hô vang, hay đi bảo phiếu còn bà Michelle Obama thì lạc quan cho rằng hy vọng đang trở lại. Bà lặp lại chủ đề trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của chồng. Không chỉ ông Trump bị gọi tên trong NNC mà ứng viên phó tổng thống Ven của ông cũng vậy. Ông Pete Buttigieg, bộ trưởng bộ giao thông vận tải Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ người đồng hành của ông Trump khi cho rằng việc chọn một người như ông Ven làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ gửi đi một thông điệp, họ đang nhân đôi sự tiêu cực và bất bình thực hiện một khái niệm vận động tranh cử được tóm tắt hay nhất bằng một từ bóng tối. Buttigieg đã đối chiếu bóng tối của cặp trump Trumpven với tự do của cặp Harris Quad. Bài hát chủ đề của DNC năm 2024 là Tự do của ca sĩ Beyoncé, một bài hát về sự giải phóng. Đây cũng là chủ đề quan trọng nhất trong bài phát biểu của Tổng đốc bang Minnesota Tim Watt. Ông đã nhắc đến tự do hàng chục lần trong bài phát biểu chấp nhận đề cử phó tổng thống. Trong bài phát biểu được coi là thành công nhất từ trước đến nay của mình, ông Tim Watt nhấn mạnh. Khi Đảng Cộng Hòa sử dụng từ tự do, ý họ là chính phủ được tự do xâm chiếm văn phòng bác sĩ của bạn, các tập đoàn được tự do làm ô nhiễm không khí và nước của bạn và các ngân hàng được tự do lợi dụng khách hàng. Ông Watt chỉ trích quan điểm tự do của Đảng Cộng Hòa chỉ làm giàu cho các tập đoàn tư nhân và mang lại nguy hiểm. Ông nói tiếp, nhưng khi chúng tôi, những người theo Đảng Dân Chủ nói về tự do, chúng tôi muốn nói đến quyền tự do để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người bạn yêu thương quyền tự do được đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe của riêng mình. Và vâng, quyền tự do đi học của con bạn mà không phải lo lắng về việc bị bắn chết trong lớp học. Đảng dân chủ cố gắng định nghĩa lại dân chủ theo cách của họ, khác với định nghĩa của Đảng Cộng hòa, vốn cho rằng tự do cá nhân phải nên được đề cao. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.